Ronaldo không phải là con người nữa rồi. Đã bước sang tuổi 39 được 2 tháng, Ronaldo vẫn hiện diện đều đặn trên mặt báo. Mỗi lần như vậy, CR7 lại phá sâu kỷ lục ghi bàn khủng khiếp, qua đó cho công chúng thấy sự vô tận trong giới hạn của anh. Alaba đang trong cuộc chiến trụ hạng nên đương nhiên không phải đối thủ xứng tầm của Al Nassr. Nhưng kể cả như thế, việc đội bóng này bị hủy diệt tới 5 bàn thua trong hiệp 1 vẫn là điều rất kinh hãi, đặc biệt hơn khi biết bóng đều qua chân một người duy nhất. Ronaldo ghi 3 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại, rời sân ngay sau hiệp 1 và đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Một lần nữa, cần nhắc lại rằng chúng ta đang nói về một ông lão gần 40 tuổi. Đi vào chi tiết, Ronaldo ghi 2 bàn bằng đá phạt, kết thúc bằng một cú lốp bóng tinh tế. Cả 3 bàn thắng này đều cần cảm giác bóng tốt nhất, thứ rất nhiều cầu thủ không còn giữ được sau tuổi 30. Lần gần nhất Ronaldo ghi 2 bàn đá phạt trong một trận đá từ 13 năm trước, đủ để thấy điều đó khó thế nào với ngay cả một siêu sao. Nhưng hãy nhìn vào bức tranh chung. Chỉ trong 3 ngày, Ronaldo lập 2 hat-trick liên tiếp. Trước trận này, lần gần nhất anh lập hat-trick 2 lần liên tiếp đã diễn ra cách đây 9 năm. Thời còn ở Real Madrid. Khi đó, anh ghi 5 bàn vào lưới Espanyol tại La Liga, rồi 3 bàn trước Shakhtar Donetsk ở Champions League trong 3 ngày. Trong 4 trận gần nhất cho Al Nassr, Ronaldo ghi 8 bàn. Dường như cựu tiền đạo Manchester United đã tìm được thuốc cải lão hoàn đồng, giúp anh tràn trề sinh khí như tuổi 20. Bởi nếu không, không thể tìm ra một lý do nào khác cho phong độ rực cháy này, khi mà gần như các cầu thủ cùng thế hệ của Ronaldo đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn đá bóng cho vui. Ronaldo tỏa sáng ở tuổi 39. Trước trận gặp Alaba, Ronaldo không tập cùng cả đội ở buổi tập cuối cùng mà chỉ tập phục hồi một mình theo giáo án riêng. Không chỉ giữ gìn dáng vóc, Ronaldo còn luôn biết cách tối ưu hóa hiệu suất cơ thể để đảm bảo phong độ. Siêu nhân sinh năm 1985 không có bằng tiến sĩ hay chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhưng để nói về việc bảo vệ bản thân, mấy người dám nói mình có ví dụ thực chiến hơn CR7? Đó là một công việc không hề dễ chịu. Nói đúng hơn, đó là vòng lặp gần như bất tận suốt 20 năm qua, bao gồm từ chế độ ăn, ngủ, trị liệu. Trong khi chúng ta ngồi đây ca tụng Ronaldo, anh có lẽ đang ngâm mình trong bồn đá để chuẩn bị phá những kỷ lục tiếp theo. Chắc chắn sẽ có người hỏi làm như vậy có vui không, hoặc có đáng không? Ronaldo còn cần cố gắng để làm gì trong một sự nghiệp đã không cần phải chứng minh thêm cho ai thấy? Nhưng Ronaldo là vậy, kiên trì đến điên rồ. Mặc kệ ngoài kia có người khó chịu, Ronaldo vẫn liên tục nhắc nhở công chúng rằng anh vẫn còn đang thi đấu. Vào lúc này, cả Argentina và giải MLS đang lo lắng cho thể lực của Lionel Messi. Tần suất ra sân của La Pulga là đáng báo động, cho thấy dấu hiệu đi xuống nghiêm trọng về thể lực. Hãy nhớ, Messi không hề yếu và đang đi đúng lộ trình của một cầu thủ bình thường. Chỉ là mỗi khi nói về Ronaldo, chúng ta lại phải dùng hệ quy chiếu của người ngoài hành tinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.